Rồi, chào mọi người. Hôm nay giới thiệu cho mọi người mấy cái mũi khoan bê tông chua gài của hãng Thô Sọ. Thì ở trên bàn tôi đó thì nó có là hai loại. Một cái loại này á là chiều dài của nó là 260 mm, và một loại cái chiều dài này là 310 mm. Đó, hay là 2 tấc 6 này 3 tấc 1 đó. À, 3 tấc 1 đó. Thì hàng Thô Sọ thiết kế những cái mũi khoan là hàng công nghiệp ha. Đây nó thiết kế là nghĩa là hàng của nó là hàng công nghiệp, và mỗi mũi khoan đều bọc cái ni lông này hết, bọc ni lông này. Đó, tôi gỡ này ra, bọc cái ni lông hết. Thì cái mũi bên đây tôi giới thiệu nha, mũi đây là lừa mũi 10 ly, 10 ly cái chiều dài của nó là 260 mm, là 2 tấc 6 đó. Thì nó thiết kế là những cái đầu khoan ở đây. À, những cái đầu khoan đó. Dùng hàng của Thô Sọ chất lượng cũng ok ha. Thì giá cũng rẻ chứ không có mắc. Cái mỗi này 40 ngàn cái. 40. Thì kế tiếp này là 10 12 ly 45 ngàn. Đó cũng thấy cái hàng công nghiệp, dài 2 tấc 6. 14 ly 50. Và cái này 16 ly là 55 ngàn. Còn ở bên đây thì cái này là 10 ly, 10 ly dài là 3 tấc 1 ha. Đó, hiện này là 12 ly, nó chiều dài hơn thôi. Thì nói chung nó làm cũng đẹp lắm, nó có đẹp. Này nó bọc cái lớp ni lông rồi nè. Còn cái này nãy tôi gỡ ni lông rồi. Cái này tôi gỡ ni lông rồi, cầm cho người thấy rõ. Đó. Thì những cái này người thấy cái lớp thép thì rất là tốt. Đây lớp đầu kim á, có thiết kế cái đầu này mình thấy không? Cái đầu này nó bị, nó thiết kế dạng nó bầu bầu sao để cho bê tông nó được ăn vô. Mũi khoan mà nhiều lúc để mình tháo ra để nó hơi bị oxy hóa xíu à, nhưng mà không sao, mũi khoan thì quan trọng cái đầu thôi. Đó thì hiện tại mình cửa hàng đang có sẵn nha, mẫu 10 ly, 10, 12, 10, 4, 16, 10, 12, 4, 16, dài 2 tấc 6, 3 tấc 1, dành cho chui gà nha, chui gà những mũi khoan 3 chức năng đó, chui gà. À, rồi mọi người có nhu cầu mua hàng hay liên hệ số điện thoại trong màn hình nha. Cảm ơn mọi người, xin chào.